Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Mèo Pèo. Đầu tiên là trước khi bắt đầu video, có bạn nào nhận biết được là skin Mèo Pèo nó có gì lạ so với mọi khi không? Nói hiện tại là trên mặt mình nó có một cái vết tích nó lạ hơn so với mọi khi đấy. Hiện tại thì trong skin Mèo Pèo mình có dính thêm một cái băng Ergo con ạ. Đây, nhưng mà không hiểu sao là vào kho đồ hiện skin kiểu màu này, nhưng mà ra ngoài lại màu bình thường. Mình không hiểu lắm ấy. Cái này không biết bạn nào gặp tình trạng này giống Mèo Pèo không. Bạn nào mà gặp lỗi này giống Mèo Pèo thì có thể để lại phía một nhá. Đó, ở đây nhắc mình nhớ là cái băng keo này, gọi là cái băng y tế hay là băng cá nhân hay cái gì không biết, ở miền Bắc hay ở Hà Nội thì hay quen gọi là băng Ergo. Tại sao gọi là băng Ergo? Bởi vì là cái băng này do cái hãng tên là Ergo sản xuất, cho nên là quen gọi là băng Ergo các bạn ạ. Còn không biết là ở các vùng khác gọi như nào, bạn nào gọi cái băng này là gì thì có thể để lại bên phía dưới nhá. Mình thì mình có gọi là băng Ergo rồi, bởi vì nó là tên là Ergo mà, bởi vì cái băng hộp tên là Ergo do hãng Ergo sản xuất thì gọi là Ergo thôi. Đó, như kiểu là Maji xì dầu ấy. Thực ra thì mình không gọi là xì dầu đâu, nhưng mà quen gọi là Maji rồi, bởi vì là hồi xưa ấy xì dầu đa phần là xì dầu được hay gọi là nước tương ấy đấy, là được do cái hãng Maji sản xuất, cho nên toàn gọi quen là Maji các bạn ạ. Mặc dù bây giờ toàn ăn xì dầu, toàn ăn nước tương Chinsu thôi, nhưng mà vẫn quen gọi là Maji đấy. Nói chung là thói quen các bạn ạ. Ấy, vì sao là mình lại đeo cái băng Ergo này vào người? Bởi vì hôm nay mình mới khám phá được một con map có tên là sinh tồn trên đầu Mèo Pèo. Lúc trước thì mình có chơi map sinh tồn trên đầu Mèo Pèo rồi, nhưng mà bản đấy là cái bản này chỉ có cái đầu Mèo Pèo thôi. Nhưng mà bản này thì nguyên cả skin Mèo Pèo luôn, có thấy không? Đấy, nhìn build rất là đầu tư luôn, nó build từ chân lên đầu luôn, build cả cái hình Ergo ở đấy, hình cả cái băng keo Ergo mình cũng dán vào luôn. Các bạn nhìn cho nó hợp, nhìn cho nó hợp thời các bạn ơi. Đó rồi, thì trước khi bắt đầu video, các bạn đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ video cho bạn bè, và đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông đăng ký ủng hộ Mèo Pèo các bạn nhá. Rồi, để đi khám phá coi nào. Hiện tại là mình không thấy có bảng thông tin gì ta. Ủa, đây. Rồi, đọc qua một vài thông tin của chủ map các bạn ạ. Chủ map tên là Min Min, ID là 60391329. Map tặng cho anh Mèo Pèo. Nếu anh Mèo Pèo có chơi map thì anh đồng ý kết bạn với em nhé. Không em ơi, hiện tại là hình như là mình đang full 120 bạn rồi các bạn ạ. Đó, mình còn chưa lọc cơ. Để khi nào mình rảnh mình còn lọc hết đấy, để coi xem ông nào ít on hay là kiểu như nào thì mình lọc các bạn ạ. Đây có rất là nhiều yêu cầu luôn mà mình có chấp nhận được đâu. Đó, cơ bản là bị full rồi các bạn ạ. Các bạn thông cảm nhá. Nếu các bạn thấy map hay và thú vị thì ủng hộ mình nhé. Map có gì sai sót mong các bạn góp ý. Chúc các bạn chơi vui vẻ. Ok, để mình coi xem là dưới gốc cây có gì không. Để mình đá qua nè. Trời ơi, không cần đào luôn. Đấy, úi trời ơi, vừa vào mà cho lắm súng cái này, khiếp thật. Mà đạn là đạn có hạn nha, nhưng mà lấy hơi này hơi nhiều, chật kho đồ quá. Mình sẽ bỏ bớt đi, mình sẽ lấy một ít thôi. 64 chắc là nhân 5 à, nhân 5 lên 6, 7, 8, 9, 10. Ok, chắc là lấy tầm khoảng 10 ô là ổn các bạn ạ. Đây, đang lấy thêm một chút nữa, lấy thêm một cái này nữa. Đấy, dạo này giọng mình hơi bị ho, các bạn thông cảm, nhưng mà ho không phải là corona đâu, kiểu nói nhiều các thứ đấy. Kiểu đi ngoài đường trời lạnh, với cả thời tiết Hà Nội ấy, cứ kiểu mưa rét rét ấy, sương mù các thứ, nó hơi ho một chút. Cho nên là do các bạn thông cảm đó. Đấy, nhắc mình nhớ đến cái vụ ho hiếc các thứ này. Hiện tại là mình được nghỉ thêm một tuần. Nghỉ thêm một tuần các bạn ạ. Bạn nào mà tuần sau được nghỉ giống Mèo Pèo thì để lại biểu phím 1 nha. Còn bạn nào không được nghỉ thì hãy để lại biểu phím 2 nha. Rất là tiếc cho bạn nào không được nghỉ. Chắc là mình nghĩ là ai cũng được nghỉ thôi. Chắc là cả nước được nghỉ mà làm gì có chuyện không được nghỉ đúng không? Mình nhớ hình như là đa phần gần như phải đến 90% các tỉnh thành được nghỉ mà. Chứ ủa mà cho cái này quá thì mình cần dìu cơ. Mình cần dìu chứ mình không cần khoan, chết giờ. Mình cần dìu. Thôi mà không sao, có khoan cũng được. Mà từ mình chúng ta đi cần tìm cái cổng địa ngục đúng không? Hiện tại là chúng ta bây giờ là mấy giờ đây? Ui, sắp 6 giờ chiều rồi, chuẩn bị có dã nhân đến cả nơi. Hơi bị toang rồi. Chạy gấp. Đấy, điều này nào. Ở dưới có gì kia? Hả? Ở dưới có một cái khu gì kia? Cái khu gì kia? Cái khu này nhìn lạ nhá, tại sao cái khu kia đó, cái khu này khu nào? Tự nhiên xây bằng đá siêu cường các bạn ạ. Thấy nó hơi lạ, mình có lên xuống không ta? Chắc là không lên xuống đâu. Nguy hiểm lắm, biết cái gì đâu mà xuống. Bỗng nhiên gặp cái gì ở dưới thì chết các bạn ạ. Để tìm xem là trong dưới này là có gì không. Ôi, đây có 7 mảnh, có khiếp cho tận 7 mảnh, nhiều thế. Tăng sát thương tầm xa này, được. Giảm sát thương tầm xa không cần thiết lắm. Giảm sát thương đầu không cần thiết lắm. Cái này là giảm sát thương lửa, lấy cái này cũng được. Gà này kìa. Cái này là giảm sát thương rơi không cần lắm. Bánh mì này cần này. Chúng ta bánh mì có rồi nhưng không cần lắm. Gà có rồi không cần lắm các nè. Đó, lấy cái tăng sát thương tầm xa với cái kháng cháy thôi. Đó rồi, ok. Bây giờ mình cần làm gì đâu? Bây giờ nhảy qua bên kia. Hơi từ từ căng ấy nhở. Nhảy qua bên kia.
Bên này không biết có đường không ấy. Cái này bà ấy xây gì ấy? Cái phần A và cái mặt mèo béo, ok. Mình đang đứng ở trong cái mặt mèo béo các bạn ạ. Đây con cá này. Ôi bà build rất là chi tiết luôn. Build cả con cá trước ngực luôn. Đó. Kiểu mèo thích ăn cá. Mình thử mình thử đào vào mồm nào. Thử đào vào mồm mèo béo xem trong mồm mèo béo có gì không. Hình như là trong mồm mèo béo. Trong mồm mèo béo có rất là nhiều kim cương luôn các bạn. Khiếp thật, mèo béo này thích ăn kim cương. Ui. Ủa sao trong mồm mèo béo có cái hố này? Chắc là trong này có hố à? Lên lên, may quá mà xài xin đi. Không có lấy mất được nhiều máu phép đấy các bạn ạ. Ở đây có một cái hố, để lấy cái gì chặn đó. Lấy tạm cái này chặn đi các bạn ơi. Rồi. Ủa, hơi tối nhở. Không có than để chế đuốc các bạn ạ. Đây. Rồi, mình sẽ tiến hành đào cái cựa này. Từ mình sẽ lấy quả sao đã. Lấy quả sao để phụ ma cái khoan. Mong rằng đừng có ra thu thập chuẩn. Trời ơi, lạy chúa đừng có ra thu thập chuẩn. Đừng có ra thu thập chuẩn. May quá, u dồi ôi, tốc độ ngon luôn các bạn ơi. Tốc độ mà kết hợp với cả nhân vật Nini nữa thì này, đào nhanh cực kỳ luôn đó, thấy không? Đào rất là nhanh luôn các bạn ạ. Ôi, nhiều kim cương phép như thế. Nhà tù à? Ôi chết chết chết, nhà tù. Nạp đạn sẵn á. À, nhà tù. Úi dồi ôi, trứng nổ. Ôi, từ. Anh trứng nổ bình tĩnh nào, anh trứng nổ bình tĩnh nào. Cái bình tĩnh, đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà còn phải dây. Này thì còn không. Ủa, vẫn còn à. Ủa ôi, rén quá, hết đây. Hay. Trời ơi, thôi. À có gì, mày có gì, có cái gì đây? Ôi, full đồ kim cương nó ngon. Thế này đỡ mất công phải chế đồ kim cương, các bạn có cung nữa kiểu. Ồ cho cả cung, cái này không biết có cung này có khỏe hơn cái súng không, thôi dùng tạm cũng được. Đó. Cái này thì bỏ đi này, bỏ cái này đi chứ không cần thiết đâu. Mặc cái này vào, cái nào không cần thiết bỏ bớt đi các bạn ạ. Gỗ ghép với cái này là bỏ dần là vừa đấy. Mình sẽ lấy cung. Lấy tầm khoảng cung thì bế tầm khoảng 5 set thôi. Đấy, 5 ô hợp lý ở đấy. Cái cung này không biết phụ ma ra đồ ngon, để mình thử phụ ma nào. Nếu như phụ ma ra cái cường lực xạ kích ngon ấy thì cũng dùng được. Nhưng mà bây giờ mà phụ ma ra cái kiểu như vô hạn xạ kích là phế luôn đấy. Đừng có phụ ma ra vô hạn xạ kích nhá, toàn đấy. Đừng. Đốt cháy à? Ờ ngon, được, đốt cháy được các bạn ơi. Đốt cháy khá là ok đấy, để mình kiếm thêm một cái kinh nghiệm nữa. Mình sẽ thử phụ ma đốt được kia xem như nào. Được, cung có đốt cháy là khá là ok các bạn ạ. Mình nghĩ là ngon hơn là dùng... Mình nhìn này. Ồ, mình không bị đốt cháy à? Mình tưởng phản đam bị đốt cháy chứ. Ủa, hình như cung kia bị cơ các bạn ạ, kệ đi. Mình nghĩ là mình chắc không cần thao đào thêm tí kim cương đi. Đào thêm tí kim cương mặc dù... Ui, lại trứng nổ đâu ra kia. Cái gì đây, để dùng lại trứng nổ đâu ra chỗ này, sao lắm vậy? Đốt cháy này đó. Ui, tránh xa tao ra. Hết hồn con trồn. Nhưng mà mình có súng ngắm rồi. Mình có súng ngắm cho nên mình không sợ lắm các bạn ạ. Ủa, lại nhà tù à? Nhà tù là mình có rồi đúng không? Nhà tù lúc đấy mà đúng không? Cái này là cái nhà tù lúc đấy mà. Đúng rồi. Ui, cái map này nhiều cái để khám phá phết đấy các bạn ạ. Nhiều cái để đi khám phá phết chứ. Để mình thử phụ ma nốt cái cung kia xem như nào nhá. Không biết là có ra đồ ngon không. Đó. Thử nào. Cường lực xạ kích. Ôi, hai cái này mà kết hợp vào nhau thì ngon này. Nhưng mà rất tiếc là chúng ta không thể nào kết hợp hai này vào nhau được. Bây giờ phải có cái bàn phụ ma cơ mà mình không nhớ là chế cái bàn phụ ma cần cái gì ấy nhỉ. Quên mất là chế cái bàn phụ ma cần cái gì rồi. Đấy, nếu như mà kết hợp hai cái này với nhau thì ngon đấy. Nhưng mà thôi, kệ đi các bạn ạ. Biết sao rồi, bởi mình nghĩ nhiều đồ phê chứ nhỉ. Này đang thiếu đường nào ra rồi. Đây, đường này ra. Khiếp đi, đường ra là đường nào nhỉ. Chết rồi, lạc rồi. Lạc rồi anh em ơi. Đây. Đó. Đi qua bên này, qua bên này chưa đặt. Ồ, ui, chết tôi rồi. Mình quên không chuyển qua xin đi. Chết tôi rồi, từ nha. Bấm tiếp tục này, có 20 giây. 20 giây thật nhanh. 20 giây thật nhanh, lấy quyền di chuyển nhanh. Tốc độ cay nhanh, tốc độ nhanh. Ok, bấm. Vưu, rồi, ok. Bây giờ chuyển qua nhân vật Cindy các bạn ạ, nguy hiểm quá. Đó, vừa rồi một pha kịch hơi dại đến từ vị trí của mèo béo. Quên mất là bỏ Cindy rồi mà mình nhảy như đúng rồi các bạn ạ. Đây, quay lại. Vưu. Rồi, uầy, bây giờ mà đào cái này là trời tối lắm này. Từ. Lấy cung đập gỗ. Chúng ta, nó có rìu mà, mình có rìu sắt ở đây. Mình nhớ mình có rìu sắt mà. Trời ơi, quên mất các bạn ơi. Quên mất là chúng ta có rìu sắt này. Khiếp thật, tí thì quên. Uầy, thế này là đủ chưa nhỉ? Thiếu. Ơ, đủ rồi này. Ủa. Ơ, thế này là đủ rồi mà các bạn ơi. Thế đâu cần phải thêm này đâu. Đủ rồi. Đủ rồi anh em ơi. Đủ rồi, đủ hàng rồi. Lên rồi. Ủa ôi.
Lên. Ui không lên được, không kẹt rồi, kẹt rồi. À bị kẹt rồi các bạn ơi, bị kẹt rồi. Chết tôi rồi. Chết tôi lên, lên lên. Ấy rồi ok, lên rồi, lên rồi, lên rồi, lên rồi. May quá. Bây giờ phải ngồi thiết kế cổng. Đây đây, mình sẽ xây cái cổng ở đây đi. Mình sẽ mở rộng cái khu này ra một chút, sau mình sẽ xây cái cổng ở đây các bạn ạ. Đó. Nói chung là map này thấy cũng ok chứ, ở chơi cũng được ấy. Có vẻ là ổn đấy các bạn ạ. Nên trải nghiệm thử nhá. Đây mình sẽ xây cái cổng đây. Đó, xây đây cho có chỗ đứng tí này. Rồi. Tiến hành xây cổng ơi anh em ơi. Thừa nhiều nay cơ mà, lo gì các bạn ơi. Hả? Xây cổng này, xây cổng này, xây cổng này. Đó, thừa một đống luôn. Đấy, xây kiểu thoải mái luôn, không cần phải tiết kiệm gì cả. Chủ map cho khá là nhiều luôn. Rồi, rồi lại xong cái khung các bạn ạ. Bây giờ xây cái bên trong thôi. Đó, dậu, dậu, dậu. Ok, vào thôi, không biết là chủ map có cho thêm đồ gì không. Ôi, ủa. Bắt đi bộ à. Bắt đi bộ các bạn ơi, mình tưởng là phải đặt cái cổng sẵn chứ. Bây giờ bắt đi bộ này. Thế là không ổn rồi, bây giờ bắt đi bộ các bạn ơi. Đi bộ đây là căng quá nhờ. Bây giờ đi bộ đến chỗ con rồng là hơi mệt đấy. Khiếp thật luôn, để cầm súng đã. Cầm sẵn súng các bạn ơi. Đâu rồi, khiếp thật ơi. Chủ map không cho đường để đi luôn mà bắt đi bộ mới cay chứ các bạn ạ. Khiếp thật, ông chủ map làm không được có tâm cho lắm. Nó không sao. Thôi, mong rằng là chủ map nhớ thiết kế lại cái cổng ngục nhá, để làm sao cái đường đến chỗ con rồng nhanh nhất. Bởi vì mình biết đấy, có nhiều bạn ấy, có nhiều bạn không có kỳ lân giống như mình đâu, cho nên cái việc mà đến chỗ con rồng nó rất là vất vả. Đó, mình có kỳ lân thì mình đến khá là nhanh, nhưng mà có nhiều bạn không có kỳ lân. Chết rồi, xuống đây, chết rồi, kẹt tôi. Ôi, đâu phải né mấy con này ấy chứ, khiếp thật luôn. Thôi đừng cút thế này, đây có đường xuống không, xuống không, đi không đây. Mong rằng đi được các bạn, đi qua được không. Nào, đừng có cụt nữa, cụt là toàn đấy. Chết dơ này, chết người. Khiếp thật. Làm ăn kiểu này thì chết người các bạn à. Đào. Ho. Chết người thế này không chứ lại rồi. Ôi, đường xá kiểu này thì chết tôi không các bạn ơi. Bây giờ phải ngồi tự đào đường đến chỗ con rồng bên này thì hỏng rồi. Thế này không ăn thua các bạn ạ, để kiểm tra nào. À, đào đường bên này sẽ thông ra ngoài. Ok, rồi. Xa phết là xem ra là xa đấy các bạn ạ, không có gần đâu. Đó. Vất vả phết đấy. Trời ơi. Ở đây, đây, ra ngoài rồi. Cái đường này phải gọi kỳ lân đó. Rồi, kỳ lân. Ui, kỳ lân bị kẹt rồi. Kỳ lân bị kẹt các bạn ơi, từ. Để mình mở đường đó. Ui, kỳ lân bị kẹt rồi. Kỳ lân bị kẹt, mất máu. Đừng chết. Ok, lên, cứ kỳ lân lên. Lên rồi, ok, ui, còn 30 máu rồi, tí hẹo các bạn ơi. Ôi, đường lại cụt à. Khiếp, sao quả đường khó thế. Tọa độ trừ 200 cái này biết khi nào đến con rồng. Ủa, chết thật. Xây map kiểu này thì chết người các bạn ạ. Cái này chết không chứ lại. Ôi dồi ôi, làm map phải có tâm đi chứ. Khiếp thật, này thì tốn sao quá mà không cho đồ điếc gì luôn các bạn ơi. Thế này hành trình đến rồng mà xem ra còn lắm gian truân các bạn ạ. Ôi, gian truân lắm đấy anh em ơi. May mà có cái khoan nhá. Đào tiếp. Ở đây có đường thông ra ngoài này. Đó. Đường này đường cụt thì sao, đường này đường ra hang này. À, từ cái đường kia thông ra ngoài đúng không nhở. Ê, từ. Hình như cái hang bên kia như là thông ra ngoài kìa. Hình như thế, không biết có đúng không. Đi đường này này. Không, chúng ta đi đường này cũng được, đi đường vòng ra cũng được. Đi đường này xong vòng ra ngoài cũng được. Đó. Phải đào lên trên một chút, đào lên trên một chút các bạn ơi. Đào lên trên một chút, không phải vướng lava ở dưới. Đó. Ok. Tầm này là ok rồi này. Đó. Phải đứng xa xa một chút các bạn ạ. Để đề phòng lava chảy vào người. Ấy, đúng rồi. Có hồ. Hợp lý các bạn ơi. Lên. Lên kỳ lân. Yo, đi. Đường nào nhỉ? Rồi. Ok. Mong rằng là đường chúng ta sẽ không bị kẹt nữa, khiến cho mình cảm thấy là lại đường cụt à. Chết giờ đường nó kiểu nó lòng nhòng quá anh em ạ. Khiếp thật. Đấy là may là mình có kỳ lân nhá. Gặp bạn nào mà không có kỳ lân chắc là khỏi chơi. Đây. Ui. Đi không ta. Không biết đi không đây. Trời ơi, không biết là có đi được không các bạn ơi. Này thì đừng đuổi tao. Đừng đuổi tao, tránh xa tao ra. Con kỳ lân có 35 máu thôi các bạn ơi. Đây rồi. Cái đường này có khả năng đến rồi các bạn ơi. Có khả quan rồi các bạn. Ok. Nhìn kiểu này là biết là sắp đến rồi các bạn ơi. Đó. Nhìn kiểu lava nhiều này là biết sắp đến rồi. Ok. Từ từ.
Lại đường cụt à? Đây 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 đây. Đừng đừng cụt nhá, đừng có mà cụt nhá. Đây, đi vòng qua bên này là hợp lý này. Đó. Hợp lý luôn. Đó, biết ngay mà. Rồi, vậy là chúng ta đến con rồng thành công rồi đấy. Ui, cái này không đào được à? Ủa lên. Rồi ok các bạn ơi. Ui lên lên lên. Chủ mắc không cho đồ thêm luôn. Vâng. Ok, ở đây có đồ này. Ủa, what the hell, cho đồ tận ở đây à? Khiếp thật. Thế mà sao không mất đấy? Các bạn thấy không, chủ map để cái dương ở đây ý, chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là ông mì đã đến đây rồi. Vậy thì tại sao không làm một cái cổng đi ở đây để thông vào thế giới bên ngoài đó? Có phải nhanh hơn không? Chủ map cứ thích thử thách bản thân mình cơ. Sợ là sợ các bạn ạ, toang quá đấy. Trời ơi, đường kiểu kiểu như nó phải đi vòng đào đứt các thứ, nó mệt lắm các bạn ạ. Để thử phụ ma xem là như nào. Cho khá là nhiều đạn đấy, mình thấy là cũng được để thử, nhưng mà không thể có kèn, chắc là chỉ đánh được dòng 1, dòng 2 thôi. Đâu, chỉ đánh được dòng 1 thôi. Đó, kháng tầm xa hơi phế, kháng độc phế quá. Nói chung là hôm nay phụ ma toàn đồ phế thôi, không có gì ngon cả. Cầm tạm khẩu tiểu liên đi. Cái khẩu sóng nòng này bắn nó bị tốn đạn lắm, nó cứ giật 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 các bạn ạ. Rồi, ok, mình còn cầm theo cả cái cung này có cái thiêu đốt đây. Mình sẽ lấy cung thiêu đốt để ở đây. Đó, ở đây cứ là sạc kích mà. Ủa, nhưng từ biến đổi rồi. Đây, đây, cung có đốt cháy đây. Rồi, ok, 600 viên đạn mình nghĩ là thừa để tiêu diệt dòng 1 rồi đấy. Nào, từ ăn cắn búp đã, cắn búp đã, cắn full búp đã. Cái này là tăng sát thương tầm xa này rồi, kháng cháy này. Đó, tăng tốc độ chạy này. Rồi, ok, dăm ba con rồng đi thay tao. À, thì này, cung ấy, cung này, thiêu đốt, ô trượt rồi. Bắn cái đầu tiên trượt, ô trượt kiểu, what the hell, cung kiểu gì bắn trượt vậy? What the hell, ok ok, ui nó bị cháy rồi ấy, có bị cháy kia đó. Cái cung này bắn vào người nó bị cháy nhá, nó có khả năng thiêu đốt nha. Đấy, bây giờ phải đổi súng liên tục vào đấy, bắn một phát cung rồi đổi tiếp. Đó, dùng chiến thuật mới, bắn một phát rồi chiến thuật mới. Đấy, ui nhìn phải lava. Chiến thuật đổi cung đổi súng, vừa cung một súng các bạn thấy không, chiến thuật dùng ba vũ khí liền. Hey hey hey, các bạn biết vì sao? Bởi vì nó có thiêu đốt mà đốt cháy một hơi phế nhở. Thực ra là cái đốt chỉ một phế lắm, nó chẳng thua mày đâu. Đó, nói chung là gọi là có tí hiệu ứng thôi. Gọi là có tí hiệu ứng đốt cháy các bạn ạ. Bùm. Ơi, hey. Bùm. Hey đây, hey đây. Từ 4 viên mà, lo gì. Ôi chết, 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 chết. Bùm. Ơ, hey. Đây thì bạn chạy à? Chạy, ui, chết, chết, chết. Đổi, chạy thì đổi súng, chạy thì đổi súng. Né, 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 né. Úi, dồi, may mà né kịp. Chạy thì đổi súng, may chạy thì ra đổi súng. Dăm ba con rồng, dăm ba con rồng tuổi gì? Tuổi gì? Ô, né, 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 né. Đâu rồi, đâu rồi, cung nè, cung nè, ui chưa tôi, cung nè, ui chưa tôi, chúng rồi, chúng rồi, chúng chúng, cung nè, ui, ui chưa tôi, nó còn tẹo máu thôi các bạn ơi, nó còn tẹo máu thôi, chạy kìa, ôi chơi, chơi chạy này, chơi chạy này, chơi chạy này, chơi chạy này, bắn cung luôn, bắn cung luôn, bắn tung quần, bắn tung quần, hey, 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 spam cung. Spam cung này rồi. Nói chung là cái map này chỉ có đánh dòng 1 thôi các bạn ạ, không thể có kèn kích gì cả, không gọi là dòng 2, dòng 3 đâu. Rồi, cái map này thì mình thấy chơi cũng được, nói chung là hơi vất vả ở cái đoạn mà chúng ta phải di chuyển từ địa ngục rồi đấy. Di chuyển từ cổng địa ngục đến chỗ đánh boss là hơi vất vả nhá. Bạn nào mà không có kỳ lân ấy thì mình nghĩ là hơi lâu một chút đấy. Rồi, video chắc là xin phép được kết thúc đấy thôi. Các bạn thấy video này hay và thú vị, đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ video cho bạn bè và đừng quên nhấn nút đăng ký vào chuông đăng ký ủng hộ mình các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.